Chào quý vị và các bạn, hôm nay quý vị và các bạn có khỏe không? Hôm nay đưa cho quý vị và các bạn một cái hợp đồng nè. Một sư thu đoàn cũng đi đầu tư đó các bạn à. Các bạn thấy không? Luật sư thu đoàn cũng đi đầu tư mua bán bất động sản. Đây. Em chậm ha. Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện về đối tượng hợp đồng chuyển nhượng. Các bạn sẽ không bao giờ thấy có một cái trang YouTube nào họ đưa ra cho quý vị và các bạn đâu. Tại vì tôi ngoài cái việc mà làm dịch vụ, các anh em nhà luật á, các anh em mà gọi là luật sư á, thì cái mảng mà mua bán sang tên đăng bộ, hoặc là kết hôn có yếu tố nước ngoài, hoặc là ủy quyền, hoặc là di chúc, được xem là mảng dịch vụ. Còn cái hoạt động đi ở tòa thì được xem là cái gì các bạn biết không? Được xem là tranh tụng. Luật sư mà không lẽ chỉ làm mảng dịch vụ không thì đó thì sao? Các bạn thấy không? Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ tường tận cho quý vị và các bạn. Giả thuyết là bây giờ mình đi gọi là mình chốt giá đi, mình thương lượng thành công các bạn ha, mình sẽ đi ký cái hợp đồng. Thì trong video lần trước tôi có hướng dẫn cho quý vị và các bạn nào là đối tượng của hợp đồng, nào là giá, nào là giao nhận giấy tờ, nào là quyền và nghĩa vụ của các bên. Hôm nay luật sư thu đoàn sẽ đưa cho quý vị và các bạn những cái thông tin chi tiết, tiếng Hoa người ta gọi là chưa leo. Rồi các bạn biết không, có rất là nhiều những vấn đề mà luật sư thu đoàn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta tặng cho quý vị và các bạn. Có một bạn hỏi với tôi rằng là: chị, em ký chuyển nhượng rồi, em làm rồi, bây giờ hồ sơ nó đang ở chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất á, thì bây giờ em lo quá, em coi những cái video của chị Thu em lo quá, em không biết như thế nào. Có gì đâu lo bạn, trong tất cả những cái giao dịch đều thành công, bạn cứ tin tôi đi. Còn thì những cái tỷ lệ 1, 2, 3, 5% rủi ro, chứ nếu xã hội mà nếu mà ai mà cũng gọi là giao dịch mà gọi là không thành công hết rồi chết làm sao. Tôi mới trả lời cái comment của bạn: yên tâm thôi, đã đăng văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì bây giờ chờ lấy hồ sơ ra về cất cái sắt xong ha. Thưa quý vị và các bạn, trong cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà thì có những cái thông tin cơ bản. Thì nếu trong trường hợp toàn bộ đó là cái giấy hồng, sổ hồng, thì người ta sẽ copy toàn bộ cái thông tin này các bạn vào cái đối tượng hợp đồng các bạn ha. Tôi ở đây tôi đưa một cái sổ hồng của chính luật sư thu đoàn cho các bạn xem. Ví dụ như trong cái đất ở này thì sẽ có là thửa 8/5 bạn ha, diện tích đất, rồi số thửa. Thì thông thường các thuật ngữ nhà luật nó có ba cái cụm đi chung, đó là thửa đất các bạn ạ, tờ bản đồ và tọa lạc tại ở đâu. Chúng ta chỉ cần biết như vậy thì sau khi chúng ta biết cái thửa đất, thật ra thì chúng ta cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng mà chúng ta biết để chúng ta nhìn trong cái giấy sổ hồng sổ đỏ thôi, chứ thật sự ra là không ai ra ngoài đó người ta đã bán, ta bán thửa đất, người ta cần tới diện tích thôi. Không ai nói rằng tôi bán thửa 521, tôi bán thửa 100, tờ bản đồ số 3 trong giao dịch không có. Nhưng thực sự khi chúng ta trong cái giao dịch mua bán, chúng ta phải biết những cái thuật ngữ chuyên ngành các bạn ha. Rồi, đó là những cái thông tin về thửa đất. Nếu như trong thông tin của giấy của nhà thì chúng ta sẽ được là tổng diện tích xây dựng các bạn ạ. Tổng diện tích xây dựng và cái diện tích nhà
Thì nếu như trong trường hợp chúng ta, ví dụ như ở nhà tôi đây, thì là diện tích sàn xây dựng. Thì thí dụ như diện tích xây dựng và diện tích tổng, cái diện tích này nó hơi khác. Ví dụ nhà tôi đất á, là tôi cứ cho là 120m đi, nhưng mà 3 lầu thì nhân lên các bạn ạ, diện tích sàn xây dựng. Kết cấu nhà thì thường thì nhà tôn, nhà cấp 2, nhà cấp 1, nhà biệt thự, nhà gì đó. Thì ở trong trường hợp này thì lấy toàn bộ những cái thông tin nhà đất trong cái sổ hồng các bạn ạ, lấy toàn bộ thông tin trong cái sổ đỏ để đưa vào cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau này tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn là mặc dù là trong cái sổ hồng người ta có 3.000m nhưng mà người ta đã bán hết 2.000m rồi, chỉ còn một phần diện tích còn lại, thì tôi cũng sẽ đưa ra cho quý vị và các bạn hiểu. Các bạn nhớ nhắc tôi nha, bán phần diện tích còn lại, bán một phần chứ không phải bán hết toàn bộ. Thì trong cái đối tượng của hợp đồng này nổi lên những vấn đề gì các bạn biết không? Trong cái đối tượng của hợp đồng này thì kể như là phía ở phía ngoài á, nó có cái số thửa các bạn ạ. Cái số thửa 59 tờ bản đồ số 23 tọa lạc tại xã An Nhân Tây. Thửa đất số 8-5 tờ bản đồ số 14 đường tỉnh lộ 8 thị trấn Củ Chi các bạn ha. Thì trong cái đối tượng hợp đồng thì nếu như trong trường hợp cái hợp đồng các chúng ta thỏa thuận rằng là chúng ta mua hết trọn sổ, mua hết trọn cái sổ này, hay là chúng ta chỉ mua một phần thôi. Ví dụ ngày hôm nay tôi đến tôi coi cái nhà này, cái nhà này là tổng cộng là 4 căn các bạn, 4 căn mà được cấp trong cái một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng mà tôi bán, tôi nói với lại cái ông người mua, tôi nói rằng là mỗi một cái căn nhà của tôi á, là có là 100m2. Bây giờ tôi bán cái thửa đất số 2 trên đất đó đã có căn nhà rồi. Thì như vậy thì trong cái hợp đồng chuyển nhượng thì chúng ta sẽ ghi là căn nhà ở thửa đất số 2 có diện tích là 100m2. Mặc dù trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này chúng ta ghi là 400m2 các bạn ạ, bán một phần quyền sử dụng đất, bán một phần quyền sở hữu nhà. Như vậy thôi. Trong cái đối tượng hợp đồng thì thường thường các bên vẫn phòng công chứng họ vẫn nói một cái câu, các bạn nghe luật sư Thu Đoàn đọc nha. Hai bên cam kết không khiếu nại tranh chấp về diện tích đất nhà tăng hoặc giảm theo bản vẽ hiện trạng tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất. Mấy anh chị em công chứng viên họ bảo rằng là tôi không biết nha, giấy này ghi là 183m2, tôi ký trên giấy nha. Mấy ông bà cô bác khi giao dịch, khi mua, khi bán, khi chuyển dịch thì nhớ đi xuống coi đất đo lại nha. Tôi là phòng công chứng, tôi cũng không biết, các bên tự thỏa thuận là bán 183, tôi mua 183. Vậy thôi nha, tôi không quan tâm đến quý vị và các bạn. Sau này quý vị và các bạn nói không, tôi 183m nhưng thực tế là còn có 173m. Thì quý vị tự chịu trách nhiệm với nhau nha, và tự khởi khiếu nại và thương lượng với nhau, tôi không rõ. Thưa quý vị và các bạn, tôi có trang web Dân Ta Phải Biết Luật Ta, trong đó có những cái vấn đề về thừa kế, một cái gói các bạn, cái gói về thừa kế. Chúng ta chỉ cần mua cái gói này và sau đó chúng ta đi khởi kiện thừa kế, khoảng chừng 5 lần tư vấn là chúng ta có thể xong được một cái gói thừa kế. Hy vọng với 99 video này sẽ giúp ích cho đời, cho mọi người. Cảm ơn tất cả quý ông bà, cô bác và anh chị em, và đặc biệt là các nhà đầu tư, chúng ta phải đầu tư nhân lên gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần. Các tình yêu ha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.